trân trọng mời quý vị nghe một bài viết từ đề liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và những ngày tháng tư bài này được trích đăng từ đặc san gia đình 81 biệt cách nhảy dù những chi tiết trong bài này được tóm tắt theo ký ức của các quân nhân thuộc liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù nhằm để vẽ lại một góc độ nhỏ nhoi của Trung cuộc đau thương bức tử mà những người lính Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù nói riêng và của toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung đã phải gánh chịu vào những ngày tháng 4 năm 1975 và những năm sau đó. Suốt năm 1974 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù tăng phái cho quân đoàn 3 để hoạt động trong các chiến khu Dương Minh Châu, chiến khu D và các vùng rừng núi thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Long, Phước Long, Bình Tuy, Phước Tuy, Long Khánh và Biên Hòa. Nhiệm vụ của Liên đoàn 81 là thả các toán thám sát và hoạt động những nơi mà những đơn vị khác ít khi hành quân vào vì lực lượng địch quá đông, vì địa thế, hiểm trở, vì ngoài tầm hoạt động của pháo binh, vì xa nơi hoạt động của các đơn vị bạn, vân vân. Các toán thám sát có cái lợi điểm là quân số ít. Mỗi toán chỉ có 6 người, dễ dàng lẩn tránh khi gặp địch, dễ dàng thoát hiểm khi bị địch truy kích vì đã được huấn luyện kỹ về mưu sinh thoát hiểm. Nhiệm vụ các toán là thu lượm tin tức hoạt động của địch để báo cáo lên cấp trên. Tùy theo mục tiêu, các toán có thể tổ chức đột kích, phục kích, bắt tù binh, khai thác tin tức. Có những mục tiêu ngoài khả năng của toán và theo yêu cầu của quân đoàn. Liên đoàn 81 thỉnh thoảng cũng mở những cuộc đột kích vào hậu tuyến địch như trận phục kích tiêu diệt đoàn xe tiếp tế của địch ở Thung Lũng A Sao, thuộc tỉnh Thừa Thiên năm 1968 và ở vùng Tam Biên, biên giới Việt, Miên, Lào, thuộc tỉnh Con Tông năm 1972. Ngoài nhiệm vụ phục kích, đột kích nói trên, tùy theo tình hình liên đoàn 81 còn có thể tập trung lại để hành quân phối hợp với các đơn vị khác như ở tại thành phố An Lộc năm 72, Quảng Trị năm 73, và Phước Long năm 75. Ngày 3 tháng 1 năm 1975, Liên đoàn 81 được lệnh tăng viện cho tỉnh lỵ Phước Long. Trung tá Vũ Xuân Thông và Thiếu tá Nguyễn Sơn chỉ huy 300 quân chuẩn bị nhảy vào Phước Long. Cuộc đổ quân được chia ra làm hai đợt, nhưng ngày hôm đó không thực hiện được vì phi trường Biên Hòa bị pháo kích khá nặng. Một số trực thăng bị hư hại. Một số phi công có nhà ở ngoài không vào phi trường sớm được. Giờ xuất quân ấn định là 9 giờ sáng. Nhưng mãi đến chiều, số trực thăng tập trung ở phi trường Long Bình để đưa biệt cách dù nhảy vào chiến trận Phước Long mới đủ số ấn định. Đúng 2 giờ chiều, 30 trực thăng cùng cất cánh. Sau một giờ bay, chiến trận Phước Long hiện ra trước mắt vị chỉ huy trưởng. Liên đoàn 81. Đỉnh núi Bà Rá đã lọt vào tay Việt Cộng. Từ đó, pháo địch rót vào quân ta không một viên nào ra ngoài mục tiêu. Tất cả thành phố như chìm trong biển lửa. Có thể thả biệt cách dù xuống được. Nhưng sao giờ đổ quân đó? Ác vị tuần oanh tạc vẫn chưa thấy xuất hiện để làm tê liệt địch quân ở núi Bà Rá vậy qua hai vòng bay ngoài thành phố Phước Long để tránh cao xạ phòng không vẫn không thấy phi tuần đến lại thêm trời chiều Phước Long với khói súng mù mịt khắp thành phố với núi rừng âm u bao quanh Phước Long màn đêm kéo đến những nơi này sớm hơn ở đồng bằng nếu thả biệt cách dù xuống vào khoảng 3 giờ 30 chiều thì với khoảng cách từ sân bay Long Bình đến Phước Long là gần 100 cây số. Sớm nhất là phải 5 giờ 30 chiều đợt đổ quân thứ hai mới đến kịp. Giờ đó, màn đêm đã hoàn toàn phủ kín Phước Long, trực thăng và phi cơ oanh kích đành bó tay. Chắc chắn, anh em biệt cách dù đã thả xuống đợt đầu không thể nào đương đầu với làn sóng người sinh Bắc Tử Nam được không thể hy sinh bị cách dù ngu xuẩn như thế. Chỉ huy trưởng, Liên đoàn 81 quyết định không thả quân bị cách dù và sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm và mọi hậu quả. Ngày 4 tháng 1 năm 1975, trước 9 giờ đã có đầy đủ số trực thăng như dự định nên 300 quân đã vào được Phước Long với một số tổn thất tương đối. 300 quân nhảy vào một chiến trường mà hết 90% vị trí phòng thủ đã lọt vào tay địch quân, cộng với tinh thần quân trú phòng quá suy sụp. Hàng ngũ chiến đấu không còn nguyên vẹn thì giờ phút khai tử Phước Long chẳng còn bao lâu, nếu không được tiếp tục đưa thêm quân tăng viện vào. Phần lực lượng còn lại của liên đoàn 81 đã sẵn sàng để vào tiếp viện, nhưng lệnh trên không cho nên ngày 6 tháng 1 1975. Phước Long đã hoàn toàn lọt vào tay Cộng quân. Liên đoàn 81 đã sử dụng trực thăng cứu thoát được trên 100 quân ở chung quanh rừng Phước Long. Trong số này có 7 quân nhân thuộc đơn vị bạn, số còn lại kể như bị chết, bị bắt hay mất tích. Chớ triều thay, sau khi Phước Long thất thủ không quân đã phải ra tòa vì tội mất Phước Long. Đó là một quyết định bất công. Đúng ra là Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Không quân và chính chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 phải ra tòa mới đúng. Đúng hơn nữa, người đã quyết định đưa Việt Cách Chù vào biển lửa khi đã có ý định bỏ rơi Phước Long mới là kẻ có tội khi không đoàn 43 chiến thuật phải ra điều trần trước hội đồng tướng lãnh. Chỉ huy trưởng, liên đoàn 81 đã đến buổi họp. Ông xin được phát biểu trước và sau đó vội vã ra về vì Phước Long mất. Bộ chỉ huy biệt cách dù chỉ mới cứu ra được trên 100 quân. Trong đó có Trung tá Vũ Xuân Thông, chỉ huy trưởng, bộ chỉ huy chiến thuật, thiếu tá Nguyễn Sơn, Đại úy Trương Việt Lâm, biệt đội trưởng biệt đội 811 và Đại úy Lê Đắc Lực, biệt đội trưởng biệt đội 814. Những vị này hiện đang ở Hoa Kỳ, còn trên 100 biệt cách dù khác nữa đang cần có chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 trên các phi vụ tìm kiếm. Gần 9 năm liên tục lặn lội trên các chiến trường với anh em biệt cách dù. Chỉ huy trưởng liên đoàn 81 nhận thấy không quân, nhất là anh em trực thăng đã thường cùng chết chung với việc cách dù. Do đó, chỉ huy trưởng liên đoàn 81 đã xin sẵn sàng nhận tội, làm mất Phước Long trước tòa án binh, chứ không phải không đoàn 43 chiến thuật. Xin được trích đăng một đoạn do không quân Đào Vũ Anh Hùng đã viết trên đặc san lý tưởng của không quân liên quan đến sự kiện Phước Long như sau. Đại tá Triệu, sức danh pilot Thái Bình mà Dương Hùng Cường mô tả là lái máy bay trước khi biết lái xe đạp. Không đoàn trưởng không đoàn 43 chiến thuật yêu cầu tôi đại diện không đoàn làm luật sư trong buổi điều trần trước hội đồng tướng lãnh. Đại tá Phan Văn Huấn, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 81 biệt kích dù có một thiếu úy tùy viên đi theo vào phòng họp sau cùng. Ông xin được nói trước với lời lẽ hiên ngang, đầy khí phách như sau. Mất Phước Long, lý do tại sao, quý vị đều biết, nhưng không ai nói ra. Phần bị cách dù 81, chúng tôi vào chỗ chết đã đành bởi nghề nghiệp chúng tôi là chọn chỗ chết để đi vào mà. Nhưng riêng với anh em không quân, các phi hành đoàn trực thăng đã làm quá bổn phận của họ rồi. Chết lây với chúng tôi thật là tội nghiệp. Nay đưa họ ra tòa là điều tôi cho là vô cùng vô lý. Nếu có lỗi làm mất Phước Long, tôi nhận lỗi. Xin quý vị ở lại tiếp tục họp và cho tôi biết kết quả. Tôi xin phép ra về vì còn nhiều việc phải làm. Nói xong, Đại tá Huấn đứng nghiêm chào và quay ngoắt đi ra. Ông đến như một cơn gió và ông ra đi cũng như một cơn gió. Ông xuất hiện chưa đầy 5 phút. Nói một lời ngắn ngủi nhưng tôi ghi nhớ mãi cái giây phút lịch sử và hình ảnh đó của ông. Hội đồng tướng lãnh ra về, giao việc điều tra cho Đại tá Nguyễn Huy Lợi nhà quân Pháp ở lại làm việc. Tôi đã làm trọn vẹn vai trò luật sư biện hộ cho không đoàn 43 chiến thuật. Ngày di tản, gặp lại Đại tá Nguyễn Huy Lợi trên boong tàu Mỹ trước đông anh em ông đã khen tôi không tiếc lời về việc tôi dám nói ra sự thật vụ mất Phước Long. Bộ chỉ huy ba chiến thuật của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù tại Bộ Tổng Tham mưu. Công việc thả các toán thám sát vào sâu trong các vùng hoạt động của cộng quân để thu thập tin tức vẫn được tiếp tục như trước. Đến ngày 26 tháng 4 năm 1975, Liên đoàn 81 được lệnh đưa một bộ chỉ huy chiến thuật khoảng 1.000 quân về tăng cường phòng thủ bộ tổng tham mưu. Bộ chỉ huy 3 chiến thuật do thiếu tá Phạm Châu Tài nhận lãnh trách nhiệm này. Thiếu tá Phạm Châu Tài đặt bộ chỉ huy ở cao ốc trước cổng bộ tổng tham mưu và chia quân bố trí những điểm trọng yếu chung quanh bộ tổng tham mưu như sân banh quân đội, nghĩa trang Bắc Việt, ngã năm quân khuyển, sân góp, vân vân. Riêng việc bố phòng bên trong hàng rào bộ tổng tham mưu thì do quân sĩ cơ hữu của bộ tổng tham mưu đảm trách. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng quân từ hướng ngã ba ông Tạ tiến về ngã tư Bảy Hiền thì bị trận đánh bởi hậu cứ sư đoàn nhị dù từ Lăng Cha cả đến cổng bộ tổng tham mưu thì gặp sự chống trả của Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù và Nha Kỹ Thuật. Lực lượng địch gồm có bộ binh và chiến xa được pháo binh yểm trợ. Tuy địch đông và mạnh như thế, nhưng địch vẫn không dập tắt được sức kháng cự của nhảy dù, biệt cách dù và nhà kỹ thuật. Mặc dù lệnh Tổng thống Dương Văn Minh đã phát đi từ sáng sớm, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến và giao nạp vũ khí cho mặt trận giải phóng miền Nam. Cuộc điện đàm giữa Thiếu tá Phạm Châu Tài với chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh và Tổng thống Dương Văn Minh sau này đã được Thiếu tá Phạm Châu Tài vắn tắt lại như sau. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy 3 Chiến thuật của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đang quần thảo với Việt Cộng trước Cổng Bộ Tổng tham mưu ở Lăng Cha Cả thì lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh đã ban ra. Tôi chạy vào văn phòng trong bộ tổng tham mưu mà đêm hôm trước tôi đã họp với tướng Vĩnh Lộc. Nhưng những người lính cơ hữu gác ở đó cho biết tướng Vĩnh Lộc đã rời bộ tổng tham mưu từ 6 giờ sáng rồi. Tất cả các tướng lãnh và các sĩ quan mang cấp bậc đại tá đã họp trong phòng này với tôi vào đêm 29 tháng 4 đều vắng mặt. Tôi bốc điện thoại lên quay số của văn phòng phủ tổng thống để được đàm thoại với tổng thống Dương Văn Minh, Minh. Tôi hết sức ngạc nhiên khi người trả lời xưng danh là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi nói muốn được nói chuyện với tổng thống Dương Văn Minh, Minh. Tướng Hạnh hỏi lại tôi là ai? Tôi trả lời tôi là thiếu tá Phạm Châu Tài, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy 3 chiến thuật của Liên đoàn 81 biệt cách dù đang đóng quân ở Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Hạnh đã biết tôi, vì Tướng Hạnh cũng có mặt trong buổi họp ở Bộ Tổng Tham mưu vào đêm 29 tháng 4, 75. Nên khoảng vài giây đồng hồ sau, Tướng Hạnh đưa điện thoại cho Tổng thống Dương Văn Minh, Minh. Tổng thống Minh nói, Đại tướng Dương Văn Minh, Minh, tôi nghe đây, có chuyện gì đó? tôi mới trình bày với Tổng thống Minh. Tôi là chỉ huy trưởng cánh quân đang tử chiến với Việt Cộng ở Bộ Tổng tham mưu. Tôi đang cố liên lạc với Bộ Tổng tham mưu thì lệnh ngưng chiến đã ban ra. Và quân của Việt Cộng vẫn còn đang tiến về thủ đô. Tôi vào trong Bộ Tổng tham mưu thì không còn một tướng lãnh nào ở đây. Họ đã bỏ chạy hết, do đó tôi muốn nói chuyện với Tổng thống để xin quyết định. Tổng thống Minh trả lời rằng, các em chuẩn bị màn giao đi. Tôi hỏi lại, có phải là đầu hàng không? Tổng thống Minh trả lời, đúng vậy. Ngay bây giờ xe tăng của Việt Cộng đang tiến vào dinh độc lập. Tôi mới nói rằng, nếu xe tăng của Việt Cộng tiến về dinh độc lập thì chúng tôi sẽ đến cứu Tổng thống. Nếu Tổng thống đã lệnh đầu hàng, thì Tổng thống có chịu trách nhiệm với hơn 1.000 quân đang tự chiến ở bộ tổng tham mưu hay không? Tổng thống Minh trả lời, tùy ý các anh em. Nói xong, ông Minh cúp máy. Mặc dù đã có lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, nhưng sự chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục. Diễn tiến của Bộ Chỉ huy 3 Chiến thuật thuộc Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù kể từ ngày 29 tháng 4 1975 được đúc kết như sau. 12 giờ 30 trưa ngày 29 tháng 4 1975, trung đội 1 do Thiếu úy Nguyễn Công Danh thuộc biệt đội 819 đã giải vây và bảo vệ hai chuyến xe buýt đang bị cướp có võ trang uy hiếp tại cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Sau khi ổn định tình hình, trung đội 1 đã hộ tống hai chuyến xe này vào phi trường. Hành khách lên phi cơ và phi cơ cất cánh lúc 2 giờ 45 phút chiều. Đây cũng là chuyến phi cơ cuối cùng cất cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất vào thời điểm đó. Sau đó trung đội 1 trở về phối trí với biệt đội 819 do Đại úy Trương Việt Lâm chỉ huy đăng rải quân ở trường sinh ngữ quân đội và lục quân công xưởng. Đại úy Lâm đã cho các quân nhân biết sử dụng thiết giáp M113, lái ba thiết giáp M113 còn mới tinh, chạy ra khỏi công xưởng để lập tuyến phòng thủ bên ngoài. Trong đêm 29 tháng 4 năm 1975, Đại úy Nguyễn Hiền nhận lệnh chỉ huy đoàn quân xa chuyên chở những quân dụng nặng và tải thương binh của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù từ Biên Hòa trở về trại hậu cứ của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù là trại Bắc Tiến ở Trung Chánh. Lúc 3 giờ sáng, ngày 30 tháng 4, 75, khi đoàn quân xa đến cầu Bình Phước, thì địa phương quân gác đầu cầu cho biết trại Bắc Tiến và các cơ sở quân sự trong vùng đó đã bị Việt Cộng chiếm đóng. Đại úy Hiền liền cho Đoàn quân sa đổi hướng tiến đến cầu Bình Triệu và tìm đường về Bộ tổng tham mưu để sát nhập lại với bộ chỉ huy 3 chiến thuật của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đang cố thủ tại đó. Đại úy Hiền bắt tay liên lạc với bộ chỉ huy 3 chiến thuật của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù lúc 5 giờ 30 sáng cùng ngày 30 tháng 4 75 lúc 2 giờ sáng. Trận chiến tại cổng phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu vẫn tiếp tục giữa Việt Cộng và các đơn vị của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Các chốt của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù phía sau cổng Bộ Tổng Tham mưu đã dùng lựu đạn mini để ngăn chặn các toán đặc công của Việt Cộng đang tìm cách đột nhập. Lựu đạn và chất nổ được sử dụng tối đa sau một giờ rưỡi, giao tranh Việt Cộng không tiến được, đành rút lui khỏi cổng sau của Bộ Tổng Tham mưu. Đến 6 giờ sáng, năm chiến xa T-54 và đoàn quân tùng thiết của Việt Cộng trên đường tiến vào Sài Gòn đã bị lực lượng của Sư đoàn Nhảy Dù và Liên đoàn 81 biệt cách Nhảy Dù trận đánh trước cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Bốn chiến xa của Việt Cộng bị phá hủy trước sau cùng quay trở lại chạy thoát. Các biệt đội của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù trấn thủ trước cổng bộ tổng tham mưu là biệt đội 817 do Trung úy Lê Văn Lợi chỉ huy và biệt đội 818 do Đại úy Nguyễn Ánh chỉ huy. 7 giờ sáng, một đoàn chính xa khác của Việt Cộng hướng vào cổng chính Bộ Tổng Tham Mưu, một toán của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù phòng thủ trên cao ốc đã dùng M72 bắn cháy chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai đã dùng súng đại pháo trên pháo tháp bắn vào cao ốc làm tê liệt tuyến phòng thủ đó. Nhưng chiến xa này cũng bị bắn cháy trước cổng Bộ Tổng Tham Mưu do quân nhân thuộc biệt đội 817 của Trung úy Lê Văn Lợi sau 10 giờ sáng, Việt Cộng đã tràn ngập vào phi trường tân Sơn nhất. Có một xe Toyota Corona dân sự chạy đến cổng Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị quân nhân. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù trận lại không cho vào. Trên xe, có hai người đàn ông, một người tên quân, mặc quân phục của quân vận mang cấp bậc thiếu tá. Người kia mặc thường phục xưng là nhà báo, muốn vào bộ tổng tham mưu để treo cờ của mặt trận giải phóng miền Nam. Đại úy Nguyễn Hiền đã cho binh sĩ tịch thu cờ và bắt giữ hai nhân vật đó. Sau khi hỏi cung, được biết họ chỉ là thành phần đón gió trở cờ, nên bộ chỉ huy ba chiến thuật đã thả hai người đó trước cổng bộ tổng tham mưu. 10 giờ 30 sáng, Đại úy Nguyễn Hữu Hưng chỉ huy phó bộ chỉ huy 3 chiến thuật của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và đại úy Nguyễn Hiền đi đến quyết định rút đơn vị khỏi bộ tổng tham mưu, trở về biên hòa để tái hợp với bộ chỉ huy hành quân của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Trên đoàn quân xa gồm những quân nhân của tất cả các đơn vị còn muốn chiến đấu, trong đoàn quân xa này được tăng cường thêm 8 chiếc thiết giáp M41 và M113 từ phi trường Tân Sơn Nhất về phối hợp. Nhưng khi đoàn xe đang di chuyển trên đường Võ Di Nguy Phú Nhuận thì bị Việt Cộng phục kích. Chiếc quân xa đầu tiên bị bắn cháy, đoàn xe bị nghẹt lại. Đại úy Hưng cho lệnh anh em bỏ đoàn quân xa và tìm đường thoát thân để tránh sự trả thù. Một giờ trưa ngày 30 tháng 4, 75, riêng biệt đội 819 của Đại úy Trương Việt Lâm, sau khi tập họp được quân nhân của biệt đội, các anh em đã chất vũ khí đạn dược từ lục quân công xưởng lên hai xe GMC bít bùng để chạy về Biên Hòa hy vọng kết hợp với bộ chỉ huy liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù tại đó. Nhưng khi hai chiếc quân xa này chạy đến ngã năm hạnh thông Tây, bị Việt Cộng chặn lại. Dân chúng bên đường bu quanh hai chiếc GMC kêu gọi, anh em biệt đội 89 bỏ súng. Dân chúng nói, hết chiến tranh rồi, các anh buông súng đi, biệt cách dù buông súng đi. Biệt đội 819, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, đã giao nạp vũ khí tại ngã năm Hạnh Thông Tây. Lúc 2 giờ 15 chiều, ngày 30 tháng 4, 75. Anh em biệt đội 819, liên đoàn 81, biệt cách nhảy dù chia tay nhau tại đó. Tại bộ chỉ huy liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và hai bộ chiến thuật ở Biên Hòa, thì thế nào? Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút đó chỉ còn hai điểm kháng cự ở ngã tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả. Chẳng bao lâu sau đó, tiếng súng cả hai nơi không còn nổ nữa. Anh em rời vũ khí và chia tới nhau mỗi người mỗi ngã. Bộ chỉ huy, một chiến thuật do Trung tá Vũ Xuân Thông chỉ huy. Bộ chỉ huy hai chiến thuật do Thiếu tá Nguyễn Sơn chỉ huy. Cùng với bộ chỉ huy liên đoàn 81 do Đại tá Phan Văn Huấn chỉ huy. Với quân số vào khoảng 2.000 quân nhân, đang đóng quân ở phía bắc phi trường Biên Hòa. Ngày 28 tháng 4, 75, lúc 12 giờ trưa, Đại tá Huấn được lệnh Trung tướng Nguyễn Văn Toàn gọi về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 họp khẩn. Nhưng Liên đoàn 81 không còn có trực thăng tăng phái ngày hôm đó, và đường xe đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 không còn chạy được, nên Trung tướng Toàn đã cho trực thăng đến đón Đại tá Huấn về họp. Trung tướng Toàn, chủ tọa buổi họp với các sĩ quan gồm có Đại tá Lưu Yểm, tỉnh trưởng Biên Hòa, Trung tá Lô, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, Đại tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và chừng 20 sĩ quan của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Trong phòng họp không khí thật căng thẳng và hồi hộp, Trung tướng Toàn nói, Ngày mai là ngày 29 tháng 4, 75, chúng ta rút khỏi Biên Hòa để về phòng thủ tuyến Thủ Đức. Các đơn vị tuần tự rút lui, nhưng phải có trật tự không được lộn xộn như ở vùng 1 và vùng 2. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù là lực lượng đi sau cùng, đoạn hậu và có nhiệm vụ phá hủy chiếc cầu trên xa lộ Đại Hàn gần phi trường Biên Hòa. Sau khi họp ở quân đoàn 3 về, Đêm 28 tháng 4 75, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù liền di chuyển vào phi trường Biên Hòa bố trí quân ở đó. Riêng biệt đội 812 do đại úy Lạc Cao chỉ huy có nhiệm vụ phải giữ an ninh và kiểm soát lưu thông trên cầu mới cho đến khi các đơn vị bạn và liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù qua khỏi cầu để tiến về Thủ Đức lập tuyến phòng thủ. Sáng ngày 29 tháng 4, 75, đơn vị di chuyển qua cầu xa lộ Đại Hàn. Rút khỏi thành phố Biên Hòa đúng theo lệnh, Trung tướng Toàn đã nói. Lúc đó, phi trường Biên Hòa do sư đoàn 3 không quân trấn đóng, nhưng không quân đã rút đi từ mấy ngày trước. Đúng 8 giờ sáng, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù qua khỏi cầu mới và biệt đội 82 cùng toán công binh của Đại úy Hoàng, tăng phái cho Liên đoàn 81 là đơn vị sau cùng qua cầu và đã hoàn tất nhiệm vụ dùng chất nổ phá chiếc cầu đó. Đơn vị vừa qua khỏi cầu thì nghe lệnh của ông Vũ Văn Mẫu, tân Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ đây là một sự kiện quan trọng diễn ra trong giờ phút hấp hối của miền Nam. Trước tình thế đó, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù liền rút thẳng vào rừng cò mi bố trí và tìm cách liên lạc với thượng cấp và các đơn vị bạn để hiểu rõ tình hình, ngõ hầu chọn lựa đường lối hành quân thích hợp cho liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Suốt đêm hôm đó. Bộ Chỉ huy và Ban Truyền tin của Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy dù đã cố gắng bắt liên lạc với các đơn vị bạn qua các tần số nhưng không có kết quả. Sáng ngày 30 tháng 4, 75, Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy dù men theo đường rừng di chuyển dần về hướng thủ đức để hy vọng gặp được đơn vị bạn nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Trên đường di chuyển. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp các quân trang, quân dụng của các đơn vị bạn bỏ lại. Khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đến gần lăng Chú Hỏa, gần núi Châu Thới, đơn vị dừng quân và tung các toán thám sát ra các xa lộ lái thiêu Đại Hàn quan sát tình hình. Các toán thám sát báo về bộ chỉ huy liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù quân xa của việt cộng đang chạy công khai trên các trục lộ mà không gặp một sự kháng cự nào của đơn vị trách nhiệm trong vùng tất cả các nơi hầu như đều đã rã ngủ hết sau đó đại tá huấn liền họp các cấp chỉ huy và nói chúng ta đã cố gắng liên lạc với cấp trên và các đơn vị bạn nhưng tất cả đều vô vọng bây giờ tình hình như thế này xin anh em cho biết ý kiến đại đa số ý kiến anh em đều nói một con én không làm nổi mùa xuân hơn nữa chúng ta không nhận được lệnh gì của thượng cấp hết nếu bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu mà không còn đơn vị yểm trợ thì cuối cùng đơn vị ta sẽ bị việt cộng tập trung tiêu diệt mà thôi không còn cách nào khác chúng ta phải bắt buộc làm theo lệnh của tổng thống dương văn minh đại tá huấn yêu cầu các cấp chỉ huy tập hợp anh em chung quanh một ngôi mộ có gò mả khá cao. Đứng trên gò mả, đại tá huấn bùi ngùi nói trước hàng quân. Chúng ta sinh trưởng ở miền Nam, chúng ta có bổn phận phải bảo vệ miền Nam. Bây giờ chúng ta thua rồi, chúng ta phải cay đắng tuân lệnh Tổng thống Dương Văn Minh, Minh, giao nạp vũ khí cho Việt Cộng. Thưa anh em, chúng ta là một đơn vị ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua bao nhiêu năm chiến đấu bên nhau trong giờ phút lịch sử này chúng ta phải chứng tỏ là một đơn vị có kỷ luật không như những đội quân ô hợp vậy yêu cầu anh em theo tôi tiến ra xa lộ đại hàn các biệt đội sắp hàng tư và di chuyển về hướng sài gòn để tiếp xúc với đơn vị việt cộng mà bàn giao vũ khí rồi anh em chúng ta giải tán và chia tay nhau Xin anh em nhớ rằng, anh em không có tội gì cả, vì anh em phải tuân hành theo lệnh của tôi. Tôi sẵn sàng nhận tội và tôi sẽ đi đầu. Nếu Việt Cộng có bắn, thì họ sẽ bắn tôi trước. quân xa lộ Đại Hàn gần Lăng Chú Hòa, quân nhân của Liên đoàn 81 biệt cách nhị dù sắp hàng tư tiến về hướng Sài Gòn. Hai bộ chỉ huy chiến thuật và bộ chỉ huy Liên đoàn 81 quân số gần 2.000 quân nhân đội hình hàng tư dài hơn cây số. Đoàn quân yên lặng di chuyển trên xa lộ, không khí thật ngột ngạt khó thở. Những người lính súng đạn còn trên tay, nhưng cái lệnh đầu hàng đã làm cay cay lòng mắt. Những hình ảnh nhạt nhòa của những người dân đứng trước mái nhà tranh, nhìn đoàn quân não nề tiến bước. Khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, đang di chuyển trên xe lộ Đại Hàn thì Xe Việt Cộng cũng di chuyển ngược xuôi bên đội hình liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Các cán binh Cộng sản trên xe nhìn liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù với nét mặt tò mò và ngạc nhiên khi thấy quân nhân của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù trên tay vẫn còn mang vũ khí. Khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đã di chuyển khá xa, thì có hai xe từ hướng Sài Gòn chạy đến, trên mỗi xe có đặt máy quay phim. Việt Cộng quay phim từ đầu đội hình cho đến cuối và ngược lại từ cuối lên đầu đội hình. Việt Cộng quay nhiều về toán quân đi đầu gồm nhiều cấp chỉ huy của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù dừng lại cho anh em nghỉ ngơi thì đơn vị Việt Cộng đến tiếp xúc và quân nhân liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù để vũ khí tại chỗ và giải tán. Xin viết thêm là khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đang di chuyển trên xa lộ thì thấy rất nhiều thanh niên từ hướng Sài Gòn chạy ngược về biên hòa, đầu trần đi chân không, mình mặc áo quần lót, tay cầm các giấy tờ tùy thân và tiền bạc cá nhân. Đại tá Huấn đi đầu đội hình liền kéo một anh chạy lại gần và hỏi Các anh chạy đi đâu mà ăn mặc như thế? Anh đó liền trả lời Chúng tôi là lính Việt Cộng tước vũ khí rồi bắt phải cởi áo quần giày dép và cho về nhà Chính đó là lý do mà khi tiếp xúc giao nạp vũ khí cho Việt Cộng Đại tá Huấn đã yêu cầu Việt Cộng đừng bắt anh em 81 biệt cách dù làm như thế vì sợ anh em chạm tự ái vì bị sỉ nhục mà sẽ không tuân theo lệnh giao nạp vũ khí. Việt Cộng đã đồng ý và cho xe đến chở các sĩ quan về nhà. Riêng biệt đội 812 do Đại úy La Cao chỉ huy, binh sĩ dưới quyền đã được Đại úy La Cao chỉ thị. Các anh em khi tháo băng đạn ra khỏi súng, nhưng nên để lại một viên trong buồng đạn để tránh sự tấn công bất ngờ hoặc trường hợp khi gặp việt cộng nếu bị sỉ nhục quá đáng nếu anh em không dằn lòng được anh em có thể sử dụng viên đạn cuối cùng sau đó có hai chiếc xe đến chở các sĩ quan về sài gòn khi xe chạy đến làng đại học thủ đức đại tá huấn yêu cầu xe dừng lại và nói việt cộng sĩ quan chúng tôi có nhà ở trong khu này thật tình thì anh em sĩ quan đâu có nhà ở trong khu sang trọng đó. Vì anh em sĩ quan không muốn cho Việt Cộng biết nhà ở của mình. Tại nơi đây, anh em sĩ quan đã ngậm ngùi chia tay nhau. Còn biệt đội 813, Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù tại Tây Ninh thì sao? Giữa tháng 3 năm 1975, Đại bộ phận liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù do trung tá chỉ huy phó Nguyễn Văn Lân chỉ huy được điều động lên Tây Ninh để cùng với sư đoàn 25 phòng thủ vùng tây bắc Sài Gòn. Tư lệnh sư đoàn 25 lúc đó là cựu thiếu sinh quân chuẩn tướng Lý Tòng Bá. Khi liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đến Tây Ninh, căn cứ hành quân đóng tại xóm Chàm và biệt đội 813. Biệt cách nhảy dù là thành phần trừ bị, có nhiệm vụ phòng thủ vòng ngoài căn cứ hành quân. Khoảng một tuần sau, biệt đội 813 được điều động lên trảng sục tiền đồn cực Tây của tỉnh Tây Ninh để thay thế cho biệt đội 816 biệt cách nhảy dù của Đại úy Lễ. Cuối tháng 4, tình hình tỉnh Tây Ninh rất căng thẳng. Trung tướng Toàn ra lệnh cho Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù phải duy trì một biệt đội ở đó để giữ vững tinh thần của quân sĩ tại tỉnh Tây Ninh. Khi đại bộ phận của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù về Biên Hòa để nhận lệnh hành quân mới, biệt đội 813 biệt cách nhảy dù do Trung úy Lai Đình Hợi chỉ huy nhận lãnh trách nhiệm này. Trước khi rời Tây Ninh, Trung tá Lân giao cho Trung Ý Hợi một bao thư niêm mật và nói chỉ được mở khi hữu sự. Lực lượng tại Tây Ninh lúc đó, ngoài các đơn vị cơ hữu của tỉnh, thì còn có Trung đoàn 49 của Sư đoàn 25, do Trung tá Khoa làm Trung đoàn trưởng và biệt đội 813, biệt cách nhảy dù. Vài ngày sau, Đại tá Tài, Tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh ra lệnh đưa biệt đội 813 về phòng thủ dinh tỉnh Tây Ninh vào thời điểm này, nhiều sự kiện xảy ra như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Tổng thống Hương giao quyền cho Đại tướng Minh. Sáng ngày 29 tháng 4, 75, Trung tá Khoa báo cho Trung úy Hợi biết đã mấy ngày qua ông mất liên lạc với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25. Biệt đội 813 cũng mất liên lạc truyền tin với Trung tâm Hành quân Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đang đóng ở suối máu và cả với hậu cứ tại ngã tư anh sương trung tá khoa cho trung ủy hợi biết thêm là ông đã họp bàn với đại tá tài và một số đơn vị trưởng của tỉnh là ông có ý định ngày mai tức ngày 30 tháng 4 75 ông sẽ rút về Sài Gòn nếu Sài Gòn cũng mất ông sẽ về vùng 4 để tiếp tục chiến đấu vì ông có một số bạn bè ở đó trung tặc khoa hỏi trung úy hợi xin giúp ông một điều ông nói chiều nay khi trung úy đi họp vì chiều nào đại tá tài cũng chủ tọa buổi họp gồm các đơn vị trưởng của tỉnh và các đơn vị biệt phái giữa buổi họp trung úy cho một toán bị cách dù ập vào phòng họp dùng súng uy hiếp và ra lệnh cho tôi rút về sài gòn trung úy hợi nói Tôi không làm được việc này vì nếu chưa có lệnh của đại tá Huấn thì tôi sẽ không rút. Cho dù Tây Ninh chỉ còn mỗi biệt đội 813 biệt cách nhảy dù của tôi. Chúng ta khoa cố gắng thuyết phục. Trung ý Hợi cùng rút và giải thích là mình rút để có thể tiếp tục chiến đấu, chứ không phải để chạy. Trung ý Hợi hẹn sẽ trả lời ông vào buổi chiều. Trưa ngày 29 tháng 4, 75, trung ý hợi họp tất cả các sĩ quan hạ sĩ quan trong biệt đội sau khi thuật lại cuộc nói chuyện với trung tá khoa trung ý hợi cho các anh em biết trong lần tiếp tế gần nhất bằng trực thăng trung ý hợi có nhận được lá thư tay của đại tá huấn trong đó ngoài những lời chỉ bảo còn có câu nhắn nhủ ngắn gọn hợi tình hình rất nặng nếu có gì cùng tự thủ với liên đoàn sau khi bàn luận tất cả đồng ý rút. Chiều ngày 29 tháng 4, Trung Ý Hợi trả lời Trung tá Khoa là sẽ cùng rút với ông. Nếu Trung tá Khoa cũng đồng ý rút, chứ Trung Ý Hợi không cho lính của biệt đội uy hiếp ông. Trung tá Khoa đồng ý và do đó đã không có buổi họp chiều hôm đó. Sau đó Trung Ý Hợi ra lệnh cho biệt đội 813 biệt cách nhảy dù chuẩn bị để ngày mai di chuyển về hậu cứ. Đồng thời bảo Trung úy Phan Anh Tuấn biệt đội phó vào quân y viện tỉnh để thông báo với các thương bệnh binh của biệt cách nhảy dù. Sáng ngày 30 tháng 4, Trung tá Khoa cho biết lực lượng rút khỏi Tây Ninh chỉ có trung đoàn của ông và biệt đội 813 biệt cách nhảy dù. Đại tá Tài ở lại không đi. Lệnh hành quân như sao Di chuyển bằng xe về Sài Gòn, nếu bị phục kích, xuống xe đánh bật rồi đi tiếp, bởi vì lúc đó quốc lộ nhiều đoạn bị cắt. Biệt đội 813 biệt cách nhảy dù được phân chia đi cùng với bộ chỉ huy trung đoàn 49. Khoảng 7 giờ sáng, tất cả đã lên xe chuẩn bị di chuyển đi theo biệt đội 813 biệt cách nhảy dù, ngoài các thương bệnh binh của biệt cách nhảy dù còn có một người nữa là trung tá trưởng ti cảnh sát tỉnh Tây Ninh. Không nhớ tên vị trung tá này. Đoàn xe đi được một đoạn, khoảng 8 giờ sáng thì bị chặn lại. Trung ý hợi cho quân nhân biệt đội xuống xe, tạt sâu vào bên phải quốc lộ, bố trí đợi lệnh. Kiểm điểm lại quân số, biệt đội 813 không thiếu một ai, kể cả các thương binh của biệt cách nhảy dù Ngoài ra còn có trung tác khoa và trung tá cảnh sát. Lúc đó Trung úy Hợi mở bao thư mật của chúng ta lên khi ông rời Tây Ninh. Trong bao thư có một bản đồ chỉ dẫn các điểm tập trung để đợi triệt xuất khi gặp nạn. Trung tác khoa cho biết Việt Cộng đã chiếm tỉnh Tây Ninh ngay sau khi đoàn xe rời Tây Ninh. Trung tác khoa và Trung úy Hợi quyết định di chuyển bộ về Sài Gòn để tránh gặp địch. Biệt đội 813 đi men theo bờ ruộng, xa quốc lộ. Trung tá Khoa cho biết là ông đã mất liên lạc với trung đoàn của ông. Trưa ngày 30 tháng 4, trong lúc đang di chuyển, một binh sĩ biệt cách nhảy dù mở radio đang phát ra lời kêu gọi đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Sau khi dừng quân bố trí, Trung tá Khoa nghĩ vùng 4 bây giờ vẫn còn, và ông muốn cùng anh em biệt đội 813 về đó. Sau đó đoàn quân 813 biệt cách nhảy dù, lại vững tay súng tiến bước lên đường mặc bỏ sau lưng, lời kêu gọi đầu hàng của Tổng thống Minh. 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, 75, Trung úy Hợi họp tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan để hỏi ý kiến. Tất cả đều đồng ý để súng lại tại bờ ruộng ấp bầu nâu và đi ra quốc lộ. Ngày 1 tháng 5, 75, các anh em trong biệt đội 813 biệt cách nhảy dù vẫn giữ kỷ luật nghiêm minh theo lệnh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, biệt đội phó Tuấn và biệt đội trưởng Lai Đình Hợi. Khoảng 9 giờ tối, ngày 1 tháng 5, 75, biệt đội 813 và các anh em thuộc sư đoàn 25 được lệnh tập họp để nghe chính sách khoan hồng của cách mạng trước khi chấm dứt một cán bình nói tất cả các sĩ quan ở lại hạ sĩ quan và binh sĩ được ra về trung úy hợi nói nhỏ tất cả đi hết không ai ở lại khoảng 10 giờ đêm ngày 1 tháng 5 75 tất cả biệt đội 813 biệt cách nhảy dù kéo nhau ra quốc lộ đi bộ suốt đêm về gò dầu để đón xe đò về Sài Gòn. Đoàn xe đò chở biệt đội 813 về đến ngã tư An Sương vào khoảng trưa ngày 2 tháng 5, 75 và anh em biệt đội 813 liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù chia tay nhau tại đó. Còn số phận của sáu toán thám sát của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù trong chiến khu D thì sao? Riêng bề sáu toán thám sát được trực thăng thả sâu trong mật khu Việt Cộng đã hoàn toàn mất liên lạc. Hệ thống vô tuyến liên lạc của toán bằng máy PRC-25 UHF-1 phải qua các trạm chuyển tiếp Radio Delay Station bằng phi cơ L-19 hoặc các đài tiếp vận truyền tin ở các núi cao. Nhưng sau ngày 29 tháng 4, 75, các toán này không liên lạc bằng truyền tin với Bộ Chỉ huy Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù được nữa vì những đài yểm trợ tiếp vận truyền tin đã không còn. Các toán thám sát chưa biết lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh ngày 30 tháng 4. 18 anh em của ba toán liên lạc truyền tin được với nhau. Lương khô 5 ngày đã cạn. Họ đã phải nhịn đói Mưu sinh thoát hiểm, lặn lội từ rừng sâu, khi về đến một làng ở quận Tân Uyên cạnh sông Đồng Nai, gần thác Trị An, đồn Đại An ngày xưa, họ đã quá đói nên men vào làng để xin ăn và thăm hỏi sự tình. Ba toán thám sát này đã bị Việt cộng bao vây nên anh em đành buông súng vào ngày 5 tháng 5, 1975. 18 anh em bị việt cộng giam bỏ đói sau đó bắn hết rồi thả trôi sông những xác của anh em thám sát thả trôi sông sau khi bị sình thối và bị việt cộng bắt dân vớt lên chôn dọc theo bờ sông đồng nai còn tám xác anh em khác đã chôn tập thể trong một cái giếm bỏ hoang theo dân làng cho biết thì có một anh chưa chết được hai vợ chồng già trong làng đem giấu và cứu sống. Anh này tên là Đức. Hàng năm mỗi khi Tết đến, anh Đức đều trở lại để đền đáp và tạ ơn cứu tử của ân nhân. Nhưng từ năm 1995, hai ông bà cụ đó đã qua đời nên anh Đức không còn đến nữa. Một toán viên khác tên Nguyễn Văn Một, khi dân làng chôn cất thì có giữ được một cuốn nhật ký nhưng nay cuốn nhật ký đó cũng đã thất lạc. Mặc dầu liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đã cố gắng tìm kiếm để mua lại nhưng không được. Còn phần mộ anh Tuấn là sĩ quan toán trưởng đã được gia đình đến bốc cốt từ năm 1993. Còn toán của chuẩn ủy Lê Xuân Hiền trở về ngày 7 tháng 5 1975 và toán của thiếu úy Nguyễn Minh trở về ngày 15 tháng 5, 75, cũng tại vùng Đại An nhưng không bị Việt Cộng xử bắn nữa. Anh Lê Xuân Hiền và Nguyễn Minh nay đã được định cư ở Hoa Kỳ. Theo dư luận địa phương cho biết, sở dĩ hai toán này không bị Việt Cộng giết chết vì dân chúng bàn tán sôi nổi về sự dã man của Việt Cộng đã ngược đãi và tàn sát ba toán trước. Toán trưởng Lê Xuân Hiền cho biết, sau khi bị Việt Cộng tước bỏ vũ khí ngày 7 tháng 5, anh bị đưa vào trại tù binh trong rừng Bình Sơn. Tại đây, Toán trưởng Hiền gặp thêm 12 anh em thám sát ở các toán khác. Trong đó, Toán trưởng Hiền còn nhớ tên các anh Chuẩn Úy, Huỳnh Sơn Phương, Trung sĩ Võ Văn Hiệp, Lý Khách, Lê Văn Điệp, Chuẩn Úy Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Sơn, trong thời gian bị giam giữ ở đó, các anh đã bị đánh đập, tra tấn, trả thù. Nên anh Nguyễn Văn Sơn và Trung Sĩ Võ Văn Hiệp đã chết. Năm 1995, gia đình 81 biệt cách nhảy dù ở hải ngoại đã cho người về làng Đại An để lập mộ cho những anh em đã đền nợ nước. Nhưng dân chúng địa phương đã không dám hợp tác Dân chúng sợ Việt Cộng trả thù vì việc lập mộ bia cho anh em là trưng bày cái giả tâm vô nhân đạo của Việt Cộng. Những quân nhân thuộc Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù đã bỏ mình tại làng Đại An vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến chỉ còn trong tâm tưởng của những người dân ở đó và chiến hữu còn sống sót mà thôi. Phần kết Những anh hùng của Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù đã xa cơ trong thảm cảnh tháng tư ở Đại An. Họ đã nhận lãnh những viên đạn oan nghiệt của kẻ thù vào sau cái ngày mà những người còn mê ngủ đã rêu rao gọi là ngày hòa bình đã đến trên quê hương Việt Nam. Gia đình 81 biệt cách nhảy dù. Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe. Xin hẹn tái ngộ.